Hello, hôm nay là ngày thứ bảy, 7 Tây Tháng Giêng, năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa mời tất cả quý vị và các bạn hãy nghe một bài nhạc để mà nói về thằng chó đẻ súc vật tội đồ Hồ Chí Minh để chúng ta đi vào chương trình. Xuân này là gần 30 năm đất nước Việt mãi hoài đau thương. Bao nhiêu năm qua dân vẫn lầm than vì dân nô một lũ Việt cộng. Thằng chó Hồ Chí Minh năm xưa đã kéo bao nhiêu quân vào Nam, đưa quân cộng nô vào Nam ăn cướp gây nên những hoang tàn. Thằng chó Hồ Chí Minh năm xưa là tên tội đồ của nước Việt Nam. Chí Minh tên hồ ly cắn máu, loài hội tân Việt gian chính mày. Việt gian tên thằng chó Hồ Chí Minh hung nô dâm tặc an gian, uống máu đồng bào màu cờ sao thấm máu dân lành. Việt Nam bao năm điêu linh cùng với loài dặn nô hôi tanh, đưa năm sông đi đi đêm Việt Cộng, quê hương ta nát mọi miền. Đúng không? Đúng quá. Việt gian tên thằng chó Hồ Chí Minh là một tên tục nhất trên đời. Rồi, chương trình đã trở lại. Lisa vấn đề là kính chào tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra: chị ơi, chị có hay tin gì chưa? Hãng xưởng gỗ 100% của vấn đề là Tàu Cộng đã bị đốt cháy tan tành. Chị đã biết cái tin này trước đây một tuần lễ. Chị chỉ xì cho các em biết và các bạn biết, người đốt không phải là của thằng Tàu Cộng. Và thằng Tàu Cộng thì nó không cho người Việt Nam mình vào làm đâu, nhưng mà đã có một bàn tay đã âm thầm vào để đốt cái hãng gỗ này, và trong tương lai sẽ còn cháy dài dài và dài dài nha. Rồi, chị nhận được một cái bản tin, mà cái bản tin này là do người trong nội bộ của cái đảng Đĩ nó gửi cho chị. Tức là bây giờ cái nguồn tin mà đưa cho chị đó là thằng Trần Đại Quang nó đang chuẩn bị để mà nó lôi kéo thằng Nguyễn Xuân Phúc làm thành cái liên minh với nó để mà chống chọi với cái lũ thân Tàu, là cái phe của thằng Nguyễn Phú Trọng, tức là thằng Trọng Lú nó đang dẫn đầu ở trong đảng ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay những cái tờ báo cũng như là thằng Nguyễn Xuân Phúc nó đang đứng ở ngã ba đường. Cho nên bây giờ tất cả những cái tờ báo nó đang tấn công để làm sao mà nó muốn kéo thằng Nguyễn Xuân Phúc này đi về phe tình báo Hoa Nam để mà thanh trừng thịt cái thằng vấn đề là Trần Đại Quang. Nó như vậy đó. Cho nên được thằng Trần Đại Quang, sở dĩ các bạn thấy rằng nó được quyền hành, bắt đầu nó đang chuẩn bị nó nắm quyền hành, là bởi vì tất cả những cái bí thư hoặc là trong nội bộ của đảng cái thời kỳ trước, tức là thời kỳ của Ba Dũng đó, là cái phe đối lập với thằng Trọng Lú này đó, nó đang ủng hộ và từng bước một để cho thằng Trần Đại Quang này phải nắm thế chủ động để mà gây ảnh hưởng đến bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế ra cái phe tình báo Hoa Nam cũng như là thằng Nguyễn Phú Trọng này, nó đã làm cho thằng Trần Đại Quang ta nói tức mà không thể nào tưởng tượng được. Các bạn nghĩ đi, đường đường là một bộ trưởng bộ công an, tiền vô hô hậu ủng, biết bao nhiêu người đưa tiền đưa bạc cho, nhưng mà thằng chó đẻ Trọng Lú này nó biết thằng Trần Đại Quang xưa kia là phe của vấn đề là thằng Nguyễn Tấn Dũng, cũng là từ trong công an ra, cho nên nó nắm đầu thằng này vô làm chủ thịt nước để mà ngồi chơi xôi nước đó. Các bạn thấy cái mưu đồ của cái thằng chó đẻ, của cái thằng súc vật tình báo Hoa Nam chưa? Các bạn thấy chưa?
Cho nên ngày hôm nay nó phải liên kết với nhau. Thằng Trần Đại Quang nó phải tìm cách để nó liên kết với vấn đề là kêu bằng là cái phe mà miền Nam. Bởi vì cái phe miền Nam cũng như cái phe đòi cải cách đó là bây giờ họ bắt đầu là kêu bằng là họ chuẩn bị họ liên kết với phe miền Trung để mà chống lại cái phe tình báo Hoa Nam. Cho nên tình báo Hoa Nam cũng như thằng Tổng Lũ bây giờ nó rất là run sợ. Bởi vì bây giờ nếu mà những người mà đang liên kết lại mà bị bại lộ là đều có những cái visa để chuẩn bị đi ra nước ngoài, giống cái vụ của thằng Trịnh Xuân Thanh như vậy đó. Cho nên bây giờ thằng Tổng Lũ nó phải làm sao để mà nó tiêu diệt những cái thành phần nào mà có đầu óc để mà cải cách, những thành phần nào mà không theo tình báo Hoa Nam, không theo thằng Tổng Lũ để mà dâng cái nước Việt Nam cho thằng Tập Cận Bình. Thậm chí thằng Tổng Lũ chỉ nhận được cái nguồn tin là nó muốn trong tương lai là nó xóa luôn cái chủ tịch nước, nó kiêm luôn chủ tịch nước, bởi vì nó nhận chỉ thị của thằng chó đẻ Tập Cận Bình, tức là tổng bí thư, và kiêm luôn chủ tịch nước. Bởi các bạn thấy bên Tàu đâu có chủ tịch nước, chủ tịch Tập Cận Bình cũng là tổng bí thư của Đảng Nhân dân Trung Hoa. Cho nên thằng Tổng Lũ nó muốn làm như vậy bởi vì tình báo Hoa Nam nó muốn như vậy, để cho nếu một thằng nào mà của Tàu cộng gà vô Việt Nam là nó kiêm luôn tổng bí thư của đảng và kiêm luôn chủ tịch nước, và trong tương lai cũng kiêm luôn thủ tướng chính phủ luôn, để mà nó ra tất cả những cái chỉ thị, nhất nhất là người dân Việt Nam phải tuân lệnh theo nó. Cho nên bây giờ cái phe ở trong bộ chính trị, cái phe của thằng Trần Đại Quang, nó đã nhìn rõ ràng được cái mưu đồ của thằng chó đẻ Trọng Lũ, cái mưu đồ của những này là thằng xúc vật, những này là tình báo Hoa Nam, là muốn cho thằng này ngồi chơi xôi nước thôi. Cho nên nó mới là bắt đầu tìm cách làm thành cái gọng kìm để mà gây áp lực với cái phe của thằng chó đẻ Trọng Lũ. Các bạn thấy vui không? Sau khi mà bắt thằng Phùng Quang Thanh, thằng Phùng Quang Hải ở trong quân đội nó rúng động lên. Rồi bây giờ cái sân gót ở tại những này là miền Nam, tức là Tân Sơn Nhất đó, thì bây giờ nó tìm cách, nó mưu mô để nó muốn lấy đất này của quân đội luôn nữa. Cho nên bây giờ Tổng cục 2 mà là Tổng cục Chính trị mà điều tra đó, thì bây giờ nó chia 5 xẻ 7 ra hết. Bởi thằng Tổng cục 2 này nó đã nắm đầu phe của thằng Tào Cẩm, tức là thằng Phùng Quang Thanh và thằng Phùng Quang Hải, và nó đã cho ra lệnh, những tờ báo đăng lên rằng quân đội đang chiếm đất ở tại phi trường Tân Sơn Nhất. Bởi vậy mà cho nên thằng chó đẻ Ngô Xuân Lịch là cánh tay phải của vấn đề là thằng Nguyễn Phú Trọng, nó bắt đầu đi qua bên Tàu những chỉ thị và thành lập ra là Tổng cục 1. Vui không? Thành ra bây giờ Tổng cục 2 nó xé lẻ ra. Cho nên bây giờ thay vì ngày xưa Tổng cục 2 là chỉ là Tổng cục tình báo của thằng Tàu Cẩm thôi, nó chỉ có là Tổng cục tình báo về vấn đề là quân đội thôi, thì bây giờ nó xé ra, nó thành lập một cái Tổng cục 1 chứ không còn là Tổng cục 2 nữa. Vui không? Nó giống như là cái thời mà xét lại, trong cái thời kỳ mà vấn đề là xét lại những vụ án chống đảng vậy đó. Giống như là những cái thành phần mà vấn đề là kêu bằng là nó cài máy để mà nó gài tội, nó ép thằng chó đẻ. Vấn đề là kêu bằng là nó muốn chụp đầu là thằng Võ Nguyên Giáp, là vấn đề là kêu bằng là mẹ phản quốc vậy đó. Rồi nó xử một dọc dài từ Hoàng Minh Chính rồi kia dài xuống dưới, trong vụ án xét lại là bây giờ bản cũ nó soạn lại. Cho nên những thằng nào trong quân đội, những thằng nào tướng tá, những thằng nào mà có lòng đối với dân tộc Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam, thì nghe những cái lời của Lisa nói ra rồi hãy nghiệm lại coi có đúng hay không. Đây là những bản tin nội bộ từ trong ban trung ương lý luận của đảng, từ trong những đại là quỹ viên của Bộ Chính trị. Làm sao mà Lisa biết được vậy? Thấy không? Cho nên cấp tá, cấp quý đồ kia đó là cái thứ mà vấn đề là ngu xuẩn dốt nát đó, thì đi ra rìa đi. Lisa chỉ nói với từ hàng cấp tướng lĩnh trở lên thôi, chứ những cái thằng đầu bò ở dưới đó không biết con mẹ cho nó, cứ việc ngồi đó mà vấn đề là kêu bằng là đảng vinh quang, đảng là số 1 đi, trung thành tuyệt đối với đảng đi, nghe chưa? Nhé. Sau khi mà thằng Ngô Xuân Lịch nó thành lập một cái tổng cục 1, tức là nó lấy chữ tắt, tức là chữ T1 thôi. Giống như là cái thời mà chiến tranh Việt Nam, tức là chuyên đi điều tra thanh trừng để mà nằm dùng, để mà gài những cái phần tử chống đối lại đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Mà những thành phần chống đối đảng là gì? Là những người đã nhìn ra được phe thằng Trọng Lũ chuẩn bị dâng đất cho Tàu,
đúng như thế giới với cái hiệp định thành đô năm 2020, thì những thành phần nào mà lên tiếng là nó chuẩn bị một bộ máy để nó thanh trần, nó gài tội. Tao không cần biết mày bao nhiêu tuổi đạt, tao đéo cần biết mày chức vụ là gì, chỉ cần mày không có cúi đầu để mà theo phe tình báo qua năm dân đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng là tao chụp mũ mày là tình báo, là CIA, là diễn biến hòa bình. Hay ghê không? À, cho nên ngày hôm nay, hiện nay tất cả các tướng lĩnh trong quân đội và hạ sĩ quan phần lớn là đều bất mãn đối với cái phe của thằng Trọng Lú, hay nôm na là đối với Đảng Cộng sản ngày hôm nay. Bởi vì Đảng Cộng sản ngày hôm nay là toàn là một phe phái ở trong bộ chính trị mà dày đặc là tình báo qua năm, họ đã nhìn thấy rõ ràng như vậy. Bởi cho nên họ muốn giữ cái thế cân bằng, cho nên thằng Trần Đại Quang nó phải nắm nhiều quyền lực hơn nữa, mà thằng Tổng Lú thì nó đâu có bỏ thừa cơ hội. Thằng Trần Đại Quang muốn nắm được quyền lực thì nó nhảy giọt vào quân đội, nó cho là nó là tổng, vấn đề là kêu bằng là tư lệnh của quân đội luôn. Nó nhảy qua tới ở bên vấn đề là ngành công an, nó cũng nắm luôn đầu của thằng công an luôn. Tao nói ngày hôm nay nó giả bộ, nó ném đá, nó ném chuột, nó sợ dở bình, nó giả bộ như nó từ bi bác ái, nhưng mà nó ra lệnh cho thằng Nguyễn Xuân Phát, tức là thằng thủ tướng Bù Nhìn, bắt đầu là giả bộ đánh giá thằng vấn đề là Ba Dũng, tức là thằng Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ bắt đầu là đòi phải là xử kính con Nguyễn Thanh Phượng là tham nhũng vấn đề là ở trong ngân hàng gần hơn cả ngàn tỷ đồng. Các bạn thấy rõ ràng hay không? Đây là một cái chiêu trò mà thằng Tổng Lú và tình báo Hoa Nam nó muốn làm như vậy để mà nó răn đe tất cả những kẻ nào mà muốn thay đổi đất nước, mà muốn đi theo Tây Phương, không chịu dâng đất nước Việt Nam cho thằng Tào Cẩm. Nó cho nên ngày hôm nay thằng Nguyễn Xuân Phúc nó đang đi hai hàng, nó đang chần chừ không biết nó theo liên minh nào. Một là nó có thể theo thằng Trọng Lú để bán linh hồn cho quỷ dữ để mà dâng nước Việt Nam cho Tàu, hai là nó phải về với thằng Trần Đại Quang, về với vấn đề là kêu bằng phe phái của thằng Nguyễn Tấn Dũng, cũng như là về lại với phe phái của thằng Trần Đại Quang, tức là vừa miền Trung mà vừa miền Nam, trong đó thằng Đinh La Thăng ở tại miền Nam ngày hôm nay nó đang ngồi dự trữ. Nó cũng sẽ từ từ nó thanh trần tới thằng Đinh La Thăng bây giờ đi nè. Bởi vì vấn đề là bây giờ nó thấy rằng là trong miền Nam vẫn còn mạnh mẽ quá, cho nên thằng Đinh La Thăng chỉ cần đụng tới thằng Đinh La Thăng là có chuyện lớn nổ ra, có thể chia ngang ra vĩ tuyến 17 như ngày xưa cũng không chừng. Bởi vì cái phe ở ngoài Hà Nội của thằng Trọng Lú là bây giờ nó nhất định là nó phải theo Tàu cho bằng được. Bởi vậy mà cho nên bây giờ cái phe miền Trung cũng như phe miền Nam phải liên kết lại với nhau. Bởi vì phe miền Bắc nó không cho những cái nhà máy, không cho những cái Formosa vào miền Bắc, mà nó chỉ đặt ngay tại ở miền Trung để giết hết dân miền Trung, đặt nhà máy giấy ở tại Cần Thơ, Hậu Giang, đặt những cái bãi rác, rồi bán những cái công ty, rồi bắt đầu lấy luôn những cái bãi biển Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt rồi kia, để mà nó dày đặc hết trơn. Bởi thằng tình báo Hoa Nam nó nói ngày xưa tao có hứa với mày rồi, tao cho vũ khí cho mày để mày cướp miền Nam Việt Nam, mày cai trị trong vòng 40 năm, thì mày đúng 2020 mày phải đưa lại cho tao cai trị 50 năm hoặc 100 năm tao mới đưa trở lại cho mày. Ngày hôm nay đó là nó thằng Tập Cận Bình nó qua nó nói với thằng Tổng Lú như vậy. Cái thằng Lú là một cái thằng ăn ruột quần què, nó nghe như vậy rồi nó tưởng sao thật, mày cho thằng Tàu vô đi rồi coi 50 năm nó có trả lại cho mày hay không, hay là với cái mưu mô của thằng Tàu nó giết không còn một thằng nào hết và đất nước Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của thằng Tàu, giống y như là Tây Cương cũng như là Tây Tạng vậy. Cho tao bay ngục, tao bay ngồi đó tao bay tính, tao bay tưởng tao bay khôn hơn thằng Tàu cộng à, tao bay tưởng tao bay ngục, tao bay khôn hơn nó à, hả hả ngục nha. Các bạn thấy rồi đó, thấy không? Formosa nó xả ra chết tao nói không biết bao nhiêu ngàn tấn cá. Ngày hôm nay thằng Nguyễn Xuân Phúc là người của miền Trung, thằng Trần Đại Quang cũng người của miền Trung, mà bây giờ nó nắm đầu hai thằng này đi ra ngoài 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 để mà làm ngồi đó ngồi chơi soi nước tha hồ nó giết người dân miền Trung. Hai thằng cha này ngang ngửa với chức vụ của thằng Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà bây giờ hai thằng này chỉ là một con chốt thí cho tụi tình báo Hoa Nam, nó kêu thằng Nguyễn Phú Trọng là phải sử dụng hai con chó này, phải ngồi cụp đuôi, phải ngồi chơi soi nước để mà nó phải làm theo chỉ thị của mày để dâng đất nước Việt Nam cho Tàu. Dâng nổi lên là hai thằng này phải ký quyết định để ra lệnh cho công an, cho quân đội phải đánh, phải đập thằng ngư dân. Còn thằng Tổng Lú thì nó giả bộ nó ngồi giống như là nó là một vị Phật Bồ Tát, nó không biết mẹ gì xảy ra hết trơn.
Các bạn thấy cái mưu mô chưa? Cho nên những thằng trong quân đội, những thằng công an, những người nào mà vấn đề là kêu bằng là có công với đảng, với nhà nước, kia có lòng với dân tộc, nó chuẩn bị mở con mắt rồi bay ra coi tàu nó ngang nhiên nó vô nước Việt Nam. Tao cho ở đó mà tao nói ra, tụi bay cho tao là phản động, để cho tụi bay coi phản động không. Nó phản động tới lúc con gái mẹ tụi bay không còn sống nữa, tao cho tụi bay bỏ tao, tụi bay phản động. Còn cái thứ mà đủ mẹ nó ra vấn đề là ngục ngu, chó điên vô luận viên trên đây, cuồng hồ, cuồng đảng thì ngồi đó mà vỗ giáo lũ tay trâu mà nghe tao nói đi, nghe chưa? Nghe không? Nghe không? Đó, thấy không? Trời ơi, thằng Nguyễn Xuân Phúc là cũng người miền Trung, thằng Trần Đại Quang cũng là người miền Trung, mà bây giờ cụp đuôi như là con chó cho nó phải nghe lời một cái thằng trọng lũ lại ở miền Bắc là cái thằng mà theo tình báo qua Nam để ra chỉ thị giết chết đồng bào của mình, bà con ruột thịt của mình. Đã là nó giết chết, nó đem Formosa vô, nó làm cho cá chết không còn một con nào hết trơn rồi. Rồi bây giờ nó lợi dụng vào bạo lực, nó xả thải cho mày chết 200 mấy chục mạng người. Những cái đập thủy điện nó xả tao nói linh lát, thiệt hại qua màu cả tỷ đồng. À, mà bây giờ tụi bay là hai thằng ngục, tụi bay nhìn coi những người dân ở miền Trung, người ta chết đó cũng là tiếng nói của tụi bay đó, cũng là người dân miền Trung của tụi bay đó. Mà ai ra lệnh vậy? Tình báo qua Nam. Ai ra lệnh vậy? Thằng chó đẻ trọng lúc nó ra lệnh chứ ai. Thằng tổng lúc ông ra lệnh thì bà nội cha những cái thằng đập thủy điện nó cũng không dám xả. Mà tụi bay ngồi đó tụi bay ngục, hai thằng bay đó, thằng Quang với thằng Phúc đó, tụi bay ngồi tụi bay im hơi nữa đi, rồi bắt đầu nó thịt tới tụi bay luôn, biết không? Biết chưa? Trời đất ơi là trời, thở đề nai, thấy không? Ừ. Ghê gớm lắm. Ngày nay là cái đất nước Việt Nam không? Còn là cái gì đất nước Việt Nam nữa hay không? Ừ. À, ngày xưa thì bắt đầu là kêu bằng đó là chửi Mỹ ghê gớm lắm. Ta mới gớm ghê lắm. Mỹ phun thuốc độc năm nào, trời ơi là trời, sầu riêng rụng lá tưởng đâu chết rồi. Nhưng mà thằng Mỹ á, nó độc ác đến mức độ nào ta không biết, mà nó rải cho rụng lá thì tự nhiên lá nó vẫn mọc lại, không có cây sầu riêng nào chết hết trơn á. Còn thằng tàu chó đẻ của tụi bay đó, nó nhân đạo quá mà nó giết. Bây giờ ta nói tới nỗi ngao sò san hô cũng chết mẹ, không con nào sống nổi hết trơn. Mà tụi bay bây giờ, tụi bay có dám làm một cái bài thơ nào mà vô trong giảng đường mà để dạy cho tuổi trẻ Việt Nam không? Mà ngày xưa là tụi bay làm những cái bài thơ, tụi bay nhớ không? Trời ơi, tao là học sinh giỏi văn mà tao vô tao ngồi tao đọc cái bài thơ tụi bay tao nghe mắt ị, thấy không? Mỹ phun thuốc độc năm nào, sầu riêng rụng lá tưởng đâu chết rồi, hiên ngang cây đứng giữa trời, một cành lá rụng vạn trời mọc lên đó. Một cành lá rụng vạn trời mọc lên, đất dày việc mênh mông, người không khuất phục cây không úa sầu. Nhưng mà ngày hôm nay Mỹ ác quá, Mỹ độc quá, mà nó chỉ rải cho rụng lá thôi, rốt cuộc rồi nó đâm chồi lên. Bởi vì cái đó đâu phải là thuốc độc, cái đó chỉ là khai quang làm cho lá sầu riêng nó rụng, để mà nhìn thấy được cái đạn đỉ tụi bay, cái lũ trong rừng trong rốt, để mà tao bỏ bom cho tụi bay chết cũng đỉ mẹ tụi bay thôi. Nhưng mà sau đó rồi cây nó vẫn đâm chồi lên, trái sầu riêng vẫn ra như thường. Còn bây giờ đó, cái Formosa nó thải độc chết, tao nói kêu bằng không còn con cá nào mà bắt đầu là kêu bằng là sống nổi nữa. Tụi bay làm thơ đi, tụi bay làm thơ đi. Formosa ơi, Formosa, mày thải chất độc cho cá trở thành ma cu hồn. Chó đẻ trọng lú là con chồn, tại sao lại phải đi qua bú lờ của tàu kia đó? Làm thơ đấy, làm đấy. Cái lũ chó đẻ tụi bay, lũ súc vật tụi bay, cái lũ mà giúp cái lòng hoài thơ, trâu bò tụi bay. Ngồi đó mà tụi bay những này là cái bằng là tụi bay ấy, nha, nghe không? Một cái luật pháp gì mà giờ này ở tại Việt Nam ta nói tiêu tùng hết rồi. Lên án chất độc da cam dữ lắm, đòi thưa kiện chất độc da cam ghê gớm lắm. Mà thằng Formosa nó thải độc rờ ra đó, 2016 nó thải độc ra như vậy đó, chết gần cả 100.000 tấn cá, người dân điêu đứng như vậy đó. Thì tụi bay không dám thưa gửi, tụi bay không giỏi lên án đi. Đảng hay quá, luật pháp tụi bay dâng lên băng rôm là sống chiến đấu làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại,
Tưởng làm sao? Thánh thù thiên địa ơi, ở tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ở trong phiên tòa tao nói từ có từ từ cổ chí kim, từ Bắc, từ Âu sang Tây, từ Âu sang Á, chưa có cái tòa án nào mà giống như tòa án của lũ đảng đĩ tụi bay. Thở đề na vô tới tòa án mà nó còn đánh luật sư cho mày thiếu điều muốn bể buồn tính luôn. Trời đất quỷ thần ơi, nó đánh mà đến nỗi mà gãy hai cái răng ghê hơn cháo luôn. Nó lên gói trắng trỏ hử hử, tao nói bể tử cung dân buồn tính ra ngoài luôn. Trời ơi là trời. Mà điều đáng nói là người luật sư này là một người phụ nữ tên là Võ Thị Tiết, cũng là học trong trường đĩ của tụi bay đó, học theo luật của tụi bay đó. Tưởng sao đi ra ngoài tòa ngồi cãi sao mẹ nguyên một bầy nó ùa lên, nó đánh cho mày gãy mẹ hai cái răng cửa về nằm hút cháo, nó lên gói trắng trỏ sao nằm bệnh viện bây giờ bể mẹ buồn tức khỏi có con luôn đấy. Tao nói kêu bằng một cái xã hội mà tao nói nó vui như là ngày tẩy hội vậy đó. Các bạn thấy có một cái tòa án nào mà luật sư mà vô trọng mà bị đè quánh hội đồng như vậy không? Các bạn thấy có một cái xã hội nào mà phóng viên mà quay mà bị vấn đề là kêu bằng những cái lũ mà thất học mà côn đồ mà lên gói trắng trỏ mà quánh luôn hay không? Trời ơi, phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đó. Thằng này nói trời ơi, tôi là phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mày phóng con gái mày à, mày tao phóng vô con mắt mày nó nâu một cục luôn. Mày phóng hả? Tao cho mày phóng viên nha, tao đập cho mày sình dên mày luôn á. Còn luật sư nào mà vấn đề là kêu bằng á là lên tiếng đó, Thu Nam thu gì đó, nó chơi nguyên thùng nước sơn, nó tạt ở trong nhà luôn, nó lấy máu chó máu bò nó thảy vô, nó cầm mắm tôm nó chọi lên trên nhà luôn nữa. Quý trời đất mẹ ơi, luật sư gì mà kỳ cục vậy trời ơi, cái luật của đảng đi đó, để các bạn ngồi các bạn tôn trọng luật pháp đi. Đó, các bạn ngồi đó các bạn tôn trọng luật pháp của cái đảng đi đi, để cho các bạn thấy không. Ở tại Sóc Trăng ha, mẹ nó ra bây giờ nó bắt trước mấy thằng ngoài Hà Nội, ở trên cái vỉa hè đường Hùng Vương người ta đang trồng cây tươi như vậy để thải oxy cho con người trong lành ở tại dưới đây là Sóc Trăng. Mẹ thằng chó đẻ quỷ bang nó ra, nó kêu ra lệnh chặt mẹ hết trơn những cái cây dầu. Nhổ sạch sẽ trơn, tao nói tàn sát sanh linh hết trơn, để mà bán lấy có 6 tỷ đồng để ăn Tết thôi. Trời đất quỷ thần thiên địa mẹ ơi là trời. Trời ơi là trời, ta nói không còn gì mà để nói hết mà. Ta nói quá trời quá đất mà. Ta nói bây giờ ở ngoài Hà Nội nó bất ổn, cây cổ thụ 1.000 năm, 100 năm tao còn chặt được, thì huống hồ chi cây dầu, cây thông. Cho nên thằng nào lên quỷ ban là tao đè ra, tao nhổ lông sạch sẽ, tao nhổ mẹ nó lên. Tao đâu có cần đâu. Tao đâu có cần, thấy không? Tao đâu có cần. Ở trong nước thì nó rối loạn như vậy. Thằng Tân Hiệp Phát á thì bắt đầu nó giả bộ mẹ con người ta lên, mẹ nó ra đòi khiếu kiện, nó vụ trái chai nước có hai con ruồi, nó bắt đầu nó ỷ có quyền lực, nó bắt con người ta nhốt tù vợ bỏ con, những này là ra tòa. Tao nói ông trời mà cũng còn phải vấn đề là kêu bằng á là hết trên ở tỏi mà ông còn nhảy xuống ông la làng nữa. Vậy mà bây giờ mấy con đĩ mấy con điếm đủ mẹ nó ra vấn đề là sướng ca vô lội đi vô quảng cáo cho thằng Tân Hiệp Phát. Các bạn thấy cái ác lên ngôi chưa? Một người mà nghèo không có đồng tiền, thấp cổ bé miệng đó là phải làm con dung con trùng đó. Bây giờ ông nội Minh đó ở trong tù gỡ lịch 7 năm, vợ bỏ đi con, có chết bà già có bệnh cũng không sao hết trơn, mà bây giờ nó chỉ tung tiền ra cho những con sướng ca vô lỗi thì bắt đầu là ào ào đi ra quảng cáo cho nó. Rồi các bạn ở Việt Nam ngục ngu quá thì các bạn A Rập theo cái ác luôn, rồi các bạn mua nước của nó đi ủng hộ nó đi. Để cho tiếp tục các bạn là nạn nhân kế tiếp theo để mà nó giết các bạn đó. Nó đá vô trong nước cho các bạn uống luôn. Nó bây giờ nó thấy nó lỗ 700 tỷ đồng rồi, bây giờ nó sợ rồi, nó tung tiền cho cái đáp sướng ca vô lỗi. Lisa còn nghe nói ở ngoài miền Trung người ta đói chết con gái mẹ, người ta tiền bạc không có cứu hộ, tự nhiên cái đáp sướng ca vô lỗi đi đâu miền Trung ca gì mà ngoài ca cho người dân quên đói phải không, ca cho người dân quên đi cái mất nhà cửa không, nó ra ngoài ngồi nó mà ca đi đó, nó đưa mấy cái bài nhạc mà vấn đề là ra ngoài để mà ru ngủ ở ngoài đi. Trời ơi ra ca đi á, ra open cẳng nằm già. Yeah, 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 đó, 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 đ
Hoặc là đưa mấy cái nhạc tình đồ kia đi ra ngoài ngoài đó ngồi mà ca ngoài ngoài, thấy không? Thôi đừng ca nhạc vàng nữa, đừng ca nhạc mà của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Đi ra ngoài ngoài làm cho nó hùng tráng luôn đi, mẹ nó ra ca nhạc đỏ luôn cho tao đi. Đó, đi ra ngoài ca đi đó. Cắt cùm cùm một đùm dưới hang, có ai to bằng cái chài anh to là của trời cho, cái bụng em to cũng bởi cái chài này. Ca đi, đó, đó ca với cái bài đó đi. Trời đất quỷ mẹ ơi, đừng tham ca. Hoặc là ra ngoài ca nhất đây là tinh 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 tinh. Con chim rạo xin hót, cảm ơn thầm công anh bộ đội và phóng quân ơi. Anh đánh trần miền Tây khá xanh, anh đánh hay quá mẹ ơi, anh dân dân mẹ. Anh đi bộ đội hay quá, giờ này về mẹ nó ra anh ngồi không có công ăn việc làm, chân sáng sai chiều xịn, không có tiền bạc mẹ chứ. Giết Mỹ hay quá, giờ con cháu của vấn đề là kêu bằng là cộng sản nó đưa qua bên Mỹ hết trơn. Bắt đầu là ngồi đó mà sáng tác các bài nhạc kia, 1 2 3 4 5 6 7 tên lính thì đến bộ Mỹ kia, nó bị bắt trên rừng bộ đôi giải phóng ơi. Các anh đánh ai tàu nó ràng mẹ vô trơn. Đánh ai hết sức, các anh đánh ai nó vô tới Đà Lạt luôn, các anh đánh ai nó đem Formosa ra giết tao mấy cá mấy trăm ngàn tấn chết mẹ con đó. Đánh hay lắm, nó ca đi đó. Tụ tập với nhau mà ca nhạc đỏ lên đi, đừng làm ca nhạc vàng, đừng ca ba cái bài mà vấn đề là kêu bằng là của nhạc vàng chi mất công. Đừng làm ca ba cái nhạc đó, bây giờ ca mấy cái bài đó đi để cho nó xứng đáng luôn nữa. Rồi bây giờ bắt đầu là kêu bằng là gia đình quậy, bởi vì con người ta chết 3 năm rồi, tưởng sao, người ta đã làm giấy khai tử rồi, năm nào nó cũng đem giấy tới nhà nó mời đi nghĩa vụ quân sự hết trơn. Mẹ bà nội nó mới lên bà tuột quần cái trệt, bà nói mẹ nó ra con tao chết vì tai nạn rồi mà cứ gửi giấy về đi nghĩa vụ quân sự hoài vậy hả? Mã mộ nó cái kia, nó con nằm kia, tên tuổi nó cái kia, tụi bay ra tụi bay đào mộ kêu nó vậy mà đi nghĩa vụ quân sự đi. Trời ơi, tao nói nó vui thiệt. Có đất nước nào vậy không? Người ta chết 3 năm rồi đó, chôn rồi đó, chuẩn bị đá mẹ đó rồi, nó đem giấy tới nhà nó kêu đi nghĩa vụ quân sự. Trời ơi. Nó vui như là ngày trải hội vậy đó. Ta nói có bằng không thể tưởng tượng được, nghe không? Chị ơi, chị bây giờ không biết nói sao nữa chị ơi. Cái chị ơi là chị em đau đớn quá, em ngồi em khóc chị ơi. Cây cầm trong trường có em trồng mấy chục năm, gần cả trăm năm, bây giờ thằng hiệu trưởng trong trường nó không có tiền ăn Tết, nó chặt mẹ 2 cây cầm rồi chị ơi. Trời ơi chị ơi, cây còng này là tụi mỗi lần mà ra chơi là tụi em còn tung tăng ở dưới bóng mát cây còng nó che, mà bây giờ nó cắt mẹ 2 cây còng ở trong trường rồi chị ơi. Là chị chị ơi, chị lên chị nói cho mọi người nghe đi chị, cô giáo thầy giáo ở trong trường ai ai người ta cũng bực lắm chị ơi. Là chị trường trung học phổ thông Đại An huyện Trà Cú nghe chị. Em ở xã chị ơi, huyện này trường này là trường trung học phổ thông Đại An nghe chị. Thì nó thành vĩ đại rồi đó, nó an bình rồi đó. Các em đi ra khỏi gần bóng cầm bóng mẹ gì trơn á. Ngày xưa mà trời đất ơi, trường học ngày xưa còn có cây đồ kia che bóng mát đồ kia, còn bây giờ nó chặt chuỗi lũi hết trơn vậy, để cho tập cho tuổi trẻ Việt Nam nó phải đi ra nó dầm sương giải nắng để giống với mấy anh bộ đội chứ bộ. Trời đất ơi, anh bộ đội ngày xưa cũng vậy đó, cũng là đi vấn đề là kêu bằng là khỏi cần bóng mát bóng râm mẹ vậy trơn á. Tao nói chuỗi lũi vậy đó, để mà đi ra chơi đá banh được cái mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra như vậy, rồi sau khi mà hết 30 phút vấn đề là nửa tiếng ra chơi rồi thì đi vô trong trường thì đứa nào đứa nấy nó cởi mẹ áo ra, tao lấy khăn quàng nó chùi háng chùi nách của nó, bởi vì mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra để cho nó vui, giống như là cái thời xã hội chủ nghĩa vậy đó. Cho nên khỏi có cần cầm cần két gì cho nó chặt là đúng rồi. Thằng hiệu trưởng nó làm đúng quy định đó, làm đúng quy trình rồi đó. Trời ơi chị ơi, em đau lòng quá. 2 cây còng che bóng mát từ toàn trường sân trường luôn á chị. Chị ơi, tuổi thơ của em gắn liền như vậy, bây giờ không còn gì. Chị ở Việt Nam có cái câu nghe thấy ghét ghê vậy đó. Lũ thanh tra nó xuống nó chặt cái cây chị ơi, là chị em buồn quá luôn. Em yên tâm đi, tuổi thơ em giờ không có còn nữa đâu, nó tiêu tùng hết trơn rồi, nghe không? Ở trên nó bất loạn thì ở dưới nó thác loạn thôi, nghe không? Chị Lisa ơi, em nghe chị nói em hoang mang quá.
Ngày 7 tháng Giêng, Lisa có thể nói về đề tài quân đội Việt Nam giúp nước bạn Campuchia giải phóng như thế nào, thật sự như thế nào không Lisa? Ở hôm nay là ngày 7 tháng Giêng hả? Bạn nhớ giai bạn chắc trong quân đội phải không? Trời ơi là trời, giúp nước bạn con mẹ gì? Thằng Tàu Cộng nó xúi thằng Pol Pot đi qua diệt chủng dân Việt Nam. Rồi thằng chó đẻ cộng sản Việt Nam, thì bởi vì lúc đó nó theo ông cố nội của nó theo mẹ nghe của nó đó. Tức là thằng Liên Xô đó. Cho nên bắt đầu Liên Xô mới đưa vũ khí cho nó đi qua để mà nó quánh tàn quân của Pol Pot đó bên bển, chứ mẹ giúp nước bạn mẹ gì. Bây giờ bộ bia bên bển nó đục mẹ trơn kìa, mẹ tên tuổi nào Việt Nam đó, mẹ nó ra nó phóng mẹ nó trơn cho đó mà thủ đô của mẹ gì. Trời ơi, 30 tháng 4 năm 1975 là ngày cướp miền Nam Việt Nam. Rồi ăn quen tính đi qua bên bển ngày 7 tháng 1 năm 1979 bắt đầu là đi vô tới thành phố Nông Binh. Vô tới vấn đề là kêu bằng là Siem Reap của vấn đề là kêu bằng là Campuchia Lundo, bắt đầu là vô trong tổng, bắt đầu sau đó người dân Campuchia người ta biết cái lũ đầu bò óc chó này, người ta thưa gửi Liên Hiệp Quốc vào bầu cử tự do, bây giờ thấy người ta ngon lành không, tam quyền phân lập vua của người ta đi về, ông vấn đề là ông vấn đề là kêu bằng là Sihamoni bây giờ lên đó, tại vì ông Sihanouk chết rồi, cho nên nhờ nói ngồi lại cho ông vấn đề là kêu bằng là Sihamoni đó, ông Sihamoni lên, bây giờ người ta lãnh đạo đất nước, người ta thấy hùng dũng hay không, mẹ Việt Nam qua nó ỉa cục tức nó thảy vô mặt mấy cái thằng chó đẻ ngoài bộ Hà Nội, mấy cái thằng mà miếng đời là cái bằng là mỏ vẩu lên đó, nó chửi trong mặt cho mà biết thế nào là trình độ chứ, ở đó mà đặt xảo xảo, ở đó mà xảo xảo tìm gạo mà đi qua bên bển làm gì. Chị ơi, chị có vụ thả mũi thí điểm đó nè chị ơi. Thì bây giờ ở Việt Nam mà người dân Việt Nam ăn mập quá, có thân nhân là Việt Kiều gửi tiền về nhiều quá cho nên dư máu. Tao kêu tụi bay đi hiến máu, tụi bay không chịu hiến máu cho tao, thấy không? Thì bây giờ tụi bay không hiến máu thì tao đem mũi về, tao cho mũi nó hút máu tụi bay chơi. Cho nên tao thả mẹ mũi ra chị đó. Tao hết đĩa là giờ tới mũi. Mai mốt nó đem ông dò dẻ nó thả vô trong thủ đô nữa, để mà chị em này đi ra nó chết cái mặt nổi lên như cái tuna vậy đó. Đó chứ đừng có nói chuyện. Nó xã hội chủ nghĩa là nó vậy. Mà những cái thằng, những cái con chó mà ở Việt Nam cũng ngục lắm. Tụi bay thấy nó đưa ra những cái tình trạng sai như vậy rồi mà tụi bay cũng còn yêu đảng, yêu bác, tụi bay cũng còn không dám nổi lên. Bây giờ thí dụ như tao, bây giờ tao qua bển, tao nắm đầu, tao là tổng bí thư, tao kêu vấn đề là ok, đó là một chén cơm, thật ra một cục cức, tao nói là chén cơm, tụi bay ăn đi ngon lắm, đó là chén cơm đó. Mà lãng quản cái lũ trong quân đội, cái lũ chó đẻ xúc vật, tụi bay cũng ăn luôn. Thằng Tàu nó qua, nó phá nước Việt Nam, nó cướp, nó làm những cái chuyện mà đứa con nít 3 tuổi nó còn hiểu ra được mà tụi bay ngục, tụi bay vẫn còn ngồi đó, tụi bay khư, tụi bay ôm cái đạn đuổi, tụi bay ngồi đó, tụi bay thể hiện cái lòng trung thành. Mai mốt thằng Tàu tao giá cho nó qua, nó nói đó là cục cức đó, mà nó nói đó là chén cơm đó, để cho tụi bay ngồi tụi bay ăn đi chứ không. Hoặc là nó đem rắn ra, nó nói là rắn á, là nuôi đấy mà vấn đề là kêu bằng là bảo vệ gia đình, rồi nó thả rắn đuôi đỏ vô nhà tụi bay cho cắn chết con gái mẹ tụi bay, cho bỏ tụi bay theo đuổi đuổi, tụi bay nghe lời đuổi đuổi, tụi bay mình giật đuổi đuổi, cho tụi bay ngồi tụi bay mình giật đuổi đuổi nha nha, đồ thứ chó chết nghe không. Tưởng sao chị ơi, hiện nay tình hình đảng đỉ đang đối. Em là tài xế xe tải nên em rất bất xúc, nhờ chị tóm gọn thông tin lại nêu lên giúp em. Bây giờ mỗi người dân mà kinh doanh xe tải đều phải đăng ký vào hợp tác xã và phải gắn phù hiệu nữa chị, xe mà có vụ phù hiệu nữa chị ơi. Chủ xe của em đã phải đóng 4 triệu để đăng ký vào hợp tác xã và phải gắn cho một cái phù hiệu. Nếu không có thì khi nó kiểm tra nó sẽ phạt 3.500.000 đồng. Em xem trên báo chí thì mỗi xe chỉ đóng 202.000 thôi, mà khi chủ xe em lên đóng tiền vào hợp tác xã thì nó làm thủ tục này kia kia nọ, nó phải tính lên cho mày gần 4 triệu đồng. Thì chị đã nói với em rồi, trời ơi, thông tư nó ra 2 triệu là em phải đóng 4 triệu. Báo chí nó lên nó nói một là em phải làm 10 cho chị, bởi vì báo đĩ mà nó phải làm như vậy đó. Cho em đâu ngu dại nó 4 triệu cho em trốn à. Cho nên là tụi em làm tài xế học bằng lái đã tốn gần 25 triệu đồng rồi. Giờ tụi chó vàng nó còn bắt đóng tiền đi học thêm cái đéo gì em không hiểu được. Học xong nó mới cấp cho cái thẻ. Từ ngày 1 tây tháng 1 2017, nếu tài xế tụi em mà không có tấm thẻ và phù hiệu xe tải là nó cướp tiền tụi em trắng trợn đó chị ơi, là chị. Nếu tụi nó làm quá chắc
em lao xe vào cám chết mẹ nó quá chị ơi, em quá nạn rồi. Ờ cái này hay đó, ơ vỗ tay, ok dễ thương lắm em ơi. Ờ, em tông mẹ nó vô cho chị đi, chứ mẹ nó tiền bạc đâu đưa cho nó. Nó cứ thổi kèn rồi em cũng giấc bộ em chạy chậm chậm tới, rồi cái em canh mang có gì em quậy qua em đụng một cái ầm cán mẹ nó luôn, rồi chạy bon 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 trên đường luôn. Xe ta bon bon đi từ Đà Lạt Vĩnh Long, cứ việc bon bon cho chị đi. Trời ơi là trời, mẹ đóng cái gì, đóng mẹ gì, tụi em làm tài xế đâu có tiền bạc đâu. Cứ việc tao nói nó ngoắt đèn rồi cũng giấc bộ tao chạy chậm chậm lại tới đó, rồi là nổi điên lên. Mẹ tao nói tông cho mày chết mẹ mày luôn, sợ quá tông luôn. Em tông nó chết đâu ai biết đâu, nhất là ban đêm mà nó chặn đó là tông mẹ nó luôn, hai ba thằng cát mẹ nó luôn, tất cả tài xế ở ngoài sau cũng vậy nữa. Bắt đầu là thấy một người mà đã tông chết một thằng chó vàng rồi thì những xe sau ùng ùng lên tông cho nó chết mẹ nó luôn đi. Ê không trời ơi. Cô Lisa ơi, con kể cô nghe chuyện này vui lắm á. Hồi tối lúc giữa khuya con đi tập thể dục ngoài đường, con gặp nhà nào cũng treo cờ Mão Tháng. Con lén lén con hạ xuống hết cô ơi. Con có đem cây kéo theo, con cắt banh tành cờ đỏ Mão Tháng mà cô nói ra hết. Rồi con liếm ra ngoài đường luôn đó cô. Con vô trong lớp học của con đem một bọc sình, con tét vô tấm hình của mặt của thằng Hồ Chó Minh nữa đó cô. Khi cả lớp vô học rồi tự nhiên nhìn lên thấy mặt của bác tự nhiên sình không, ai ai cũng la làng không biết ai làm ác cô. À đó, con giỏi đó. Ờ à, vậy cũng là một phương thức đấu tranh đó. Ừ, dễ thương. Ừ, phải vậy đó, phải làm vậy cho chị nghe không. Ừ, ừ, phải làm, các em ở Việt Nam là phải như vậy đó. Ừ. À, nó dở trò rồi kìa chị. À, nó dở trò gì? À, một lần nữa định hướng quy động vàng bởi nguồn lực vàng và ngoại tệ. Thì chị đã nói cái tin này lâu rồi, bây giờ nó quả lên rồi. Chị nghe nói rằng công nhân viên chức đó là phải kê khai tài sản của mình có bao nhiêu, ở trong nhà có bao nhiêu gạo, ở trong nhà có mấy bịch bột ngọt là phải kê khai ra. Các em thấy cái đất nước Mỹ của chị đó, thằng nào mà kêu kê khai mẫn đó chị đập cái chổi trà mà chị quét cướp chị đập trên đầu của nó. Kê khai con gái mẹ mày hay sao, nhà của tao để mày lão cho mày kêu kê khai. Ngay cả trong cái ngân hàng của chị mà cái locker, tức là cái tủ mà bí mật để mà chị đựng vàng tiền được kia đó, mà con nhà băng nó vô nó đưa chìa khóa nó mở với chị rồi, người ta lịch sự người ta quay mặt chỗ khác, người ta đi ra ngoài để cho chị tự do đi vô một cái căn phòng nhỏ để mà đếm tiền, để mà kiểm tra vàng vòng, rồi đậy cái nắp lại đi vô nhà băng để vô đàng hoàng. Có bao giờ mà ai mà đi vào nhà các em mà kêu các em kê khai như vậy hay không? Thì bây giờ các em kê khai mẹ nó lên đi. Hả? Hả? Nhà nào giàu đó thì mình giấu mình kê khai ít, còn nhà nghèo đó thì chơi cắt cớ kê khai cho nhiều lên đi. Gặp chị ở Việt Nam nó mẹ nhà tao máy lát không, tao kê khai lên là trong nhà tôi hiện tại có 350 kg vàng cộng với 50.000 đô la giấu ngay chăn cạnh cầu tiêu. Mẹ tao khai lên, tao cho tao bay vô tao bay cướp đi đó, đào lỗ cầu tiêu tao lên đi đó. Nó có vấn đề là kêu bằng 400-500 cây vàng ở dưới đó, nó lên ăn giọng đi. Hả? Hả? Cho nên khai cái kiểu như vậy đó cho chị đó. Lên khai lên vậy cho chị biết không. Ủa? Chị ơi, gì nữa đây? Tin tức bắt cóc trẻ em báo chí nhà sản đăng càng nhiều kìa chị. Tội nghiệp cho con dân Việt không biết tương lai của họ. Chị đã nói cái này lâu rồi. Dịp Tết nó tung ra 2.000 người, chị nhận được tin báo này, chị đã nói rồi nha. Mà nhưng mà các em ở Việt Nam á, mọi người có người nghe chị, còn có người không nghe chị thì ráng chịu nha. Phải nên giữ con của mình, con cái của mình phải nên giữ nó nha. Chị còn nghe nói ở tại Nha Trang hoặc tất cả ở tại vấn đề là thành phố hồ chó mơ chó mèo đó, bây giờ nó lợi dụng, nó nhận được cái tin ở đâu nó nói là trái cây của tàu cẩm tràn qua, bây giờ những người ở dưới giường đó, người ta trồng ở trong giường, người ta đem mảng cầu đồ ra nó hốt mẹ nó đem về phường nó ăn hết. Mà nó giả bộ, nó giả bộ nó là nó nói là có lệnh cấp trên cho nên nó những trái cây có chứa đồ độc cho nên nó gom mẹ nó đi hết trơn. Mà trái cây người ta từ trong giường người ta đem ra đó, một bà già từ trong giường đem ra đâu 4-5 trái mãng cầu ở dưới vấn đề là ngã bảy Phụng Hiệp á, mà đi ra rồi đó mấy cái thằng chó đẻ đó nó hốt của người ta, bả ngồi bả khóc mà quay cái video chị thấy tội nghiệp dễ sợ luôn. Các em thấy không đó, ở trong giường đó người ta bẻ được chỉ có 3-4 trái thôi, bả ra bả ngồi bả nói tội nghiệp lắm. Bả già rồi, bả nói mấy cậu ơi, nếu mà tôi bán đồ của Trung Cộng, của Trung Quốc thì tôi đã bán nhiều chứ đâu có bán 7-3-4-6-7 trái đây. 6-7 trái mặn cầu nhà tôi chồng không tin mấy anh mấy cậu. Đi về nhà tôi đình tôi đi, đi về coi nhà tôi chồng có 4 cái cây mặn cầu tôi bẻ được, bữa nay nó chín rồi đi ra đây bán.
lấy kiếm tiền về mua gạo nuôi con cháu tôi. Ngồi khóc, nó nói không cần biết, lệnh chỉ trên, lệnh cấp trên đưa ra, trái cây bây giờ nó là của Tàu Cộng truyền qua, cho nên trái cây của mấy bà nó là cũng là đưa vô luôn, nó hốt về phường về đổ trong. Nó biết chứ tao không biết, nó biết là bà này là người chất phác, nó nhìn mặt nó biết, nhưng mà nó muốn cướp của người ta như vậy nó không cần biết, nó đem về phường hết trơn, lấy của bà bảy trái mãng cầu, người ta ngồi người ta bán giải, người ta quay lại cho chị coi, chị lắc đầu luôn. Trời ơi là trời, nó ác tới mức độ như vậy đó. Một bà cụ già rồi đó, để trong cái cần xé đó, đẩy đi ra ngoài chợ bán đó, ở ngã bảy trong đâu hết trơn. Mẹ có sáu trái mãng cầu thôi, người ta trồng trong vườn người ta đó, người ta đem ra mà nó hốt nó về vườn nó ăn luôn. Cái lũ chó đẻ ngã bảy này cũng súc vật, là cái lũ súc vật tụi bay. Tao nói tụi bay đẻ con không có lỗ đích, tụi bay đẻ con tụi bay rồi đây sau này tụi bay già rồi tụi bay sẽ chết. Tao cho tụi bay ngồi, tụi bay cứ việc tụi bay gieo nhiều cái tai ương nạn cho người dân đi nha. Một cái người bà cụ mà tao nói tai lắm chân bùn từ ở trong quê mà không dám đi xe, phải đi bộ cà cọc đi ra chợ, chỉ có 6 trái mãng cầu thôi. Người ta chỉ bán có 6 trái mãng cầu thôi mà tụi bay giả mang, tụi bay cướp của người ta vậy, khỏi chi người ta bán cả 100 trái hay là 1 triệu trái thì cái đó còn của thằng Tàu. Có 5-7 trái như vậy là gia đình của ta từ trong vườn người ta bẻ, người ta đi ra, người ta bán, người ta kiếm tiền mua gạo, mua đồ ăn mà tụi bay cũng tàn nhẫn. Bà già khóc rồi đi bộ trở về, nó hốt nguyên cái vỏ cần xé của bà, trong đó chỉ dọn dẹn có 6-7 trái mãng cầu thôi mà nó lấy sạch sẽ. Tao nói tội nghiệp bà già, bà lấy rơm ở trong ruộng đó bà để, tao nói vẫn còn dính những cái bông lúa, bà chất cho đàng hoàng những trái mãng cầu. Tao nói bà cầm bà đi lơn tơn ra tới ngoài rồi nó ào tới nó chụp bà như vậy. Bà ngồi ngay trong cái chỗ mà người ta bán giải quay cho Lisa coi, Lisa rớt nước mắt, không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được là một cái chế độ mà nó ra một cái chỉ thị mà quá độc quá ác. Chưa có một cái chế độ nào mà nó độc của con người, cái ác của con người, cái thú của con người nó đến mức độ như ngày hôm nay. Khi mà sống trong một cái chế độ cộng sản, các bạn thử hỏi các bạn hoặc là các người sinh viên, các bạn ngồi trong mái trường xã hội chủ nghĩa, các bạn có nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng như thế này hay không? Lisa là người ở bên nước ngoài, Lisa nhìn thấy mà nước mắt Lisa phải rơi xuống. Chỉ tội nghiệp cho cái bà cụ này, không biết bà đi về với một cái rổ không như vậy, không biết như thế nào. Nó còn nói một câu giả bộ là nhân đạo nữa, đi về đi, tôi nhận được chỉ thị là trái cây bây giờ là của thằng Trung Quốc, nó tàn quá có độc không à, cho nên đây là chỉ thị rồi, tụi tôi đem về là chỉ liệm bỏ thôi. Bà nói ơi bây giờ mấy cậu không cho tôi bán thì cũng cho tôi đem về nhà, tôi về tôi bán ở shop tôi kiếm tiền. Không, nó đem về được, bây giờ cho cái rổ đem về là mai đó, còn ngồi nói ngồi nữa là mẹ tôi lấy luôn cái rổ của bà. Bà đi về mà tao nói bà vừa cầm cái rổ đi mà bà ngồi bà đập lên đập xuống, tao nói rôm nó văng tùm lum cho bà khóc. Tao nói cơ mà tội ơi là tội, tao nói cả khu chợ vậy mà người dân Việt Nam tao nói ngồi im ru không ai lên tiếng binh vực cho bà, không ai làm được cái gì. Rồi bắt đầu bà ngồi đó bà khóc, là thấy mọi người đi qua, người ta đi chợ tao thấy nhà tao hỏi bà bán nhiêu, cụ bán một trái mãng cầu bao nhiêu, trái kia 20 ngàn, có trái tính kiếm được chừng khoảng 50 ngàn. Bà tội nghiệp, nó móc tiền ra tao cho. Rồi cái tụi nó đứng bên đường, cái thằng kia nó ngồi nó nói với nhau, tao nói mày hay không, cứ việc lấy hết đi, mẹ người dân nó tự nó đưa tiền cho bà thôi. Rồi cái nó thấy bà đi dạy, cái nó nói đó anh ta cho tiền bà còn hơn bác mang cầu, tao còn muốn gì nữa, tao thương tình tao cho tiền cho tao đi về đi. Trời ơi bà này bà ngồi bà tức mà đó, người dân Việt Nam đó thấy bà tội quá khóc quá, mọi người người cho 10 ngàn 20 ngàn để cho bà cụ đi bộ về ở trong, mà nghe nói là nhà đâu cách 3-4 cây số mà không dám đi xe đó. Người ta mới nói thôi cụ đi xe đi, và có cái anh đó cũng tội nghiệp lắm, hết cho bắt đầu là anh lại nói cụ lên không con chở cho điên đoạn đường, trời nắng lắm. Anh nói ơi được rồi cảm ơn cậu, anh thấy anh đó tội nghiệp lắm, móc tiền ra cho 20 ngàn nè cụ về đi. Từ đây về sau cẩn thận á, đi lên đây mà cái gì là nó lấy hết trơn à. Bà bác ngồi bà nói chuyện nó tội nghiệp lắm, nhà có 4 cây mãng cầu hả? Mà tao bắt đầu lật ra tao nói ngồi mà canh me đợi cho mãng cầu gần chín rồi để bẻ đi ra ngoài chợ ngã bảy để bán, mà trái bán mấy chục ngàn cho người ta, tại vì người dân đa số người ta thấy những người chất phác vậy là người ta cây nhà lá vườn ta ra người ta bán, mà nó ghét tội người ta là bán trái cây Trung Quốc rồi nó lấy mẹ của người ta chứ. Mà phải chi bà già bà cụ mà bà bán mà 200-300 trái mãng cầu thì cái đó của Trung Quốc phải không? Còn bây giờ nhà của người ta tao nói rơm rạ cuốn người ta lá người ta còn đầy đủ như vậy mà Trung Quốc cái mà nổi gì, mà tại vì nó muốn cướp của người ta cho nên nó mới giận cái câu chuyện như vậy đó nha. Chị ơi, hôm nay em có đủ duyên lành đọc được những bức thư trong tù có anh Trần Quỳnh Di Thuất
Em thấy quá tuyệt vời chị ạ. À, anh ấy là một người tài năng, từ bi, trí tuệ và rất anh dũng. Chị ơi, anh ấy mặc dù ở trong nhà tù của Cộng sản, nhưng anh ấy đã tranh giành độc lập tự do dân tộc của mình. Anh ấy rất giỏi chị ạ. À, anh ấy nghe nói mỗi tháng anh ấy vẫn phải tuyệt thực 3 ngày để anh ấy chịu đựng những nỗi đau đối với dân tộc Việt Nam. Ừ, thì những người mà người ta nhìn ra cái chế độ như vậy, những người mà người ta đa số mà Cộng sản ghét tội người ta là toàn là những người giàu lòng nhân ái không à. Từ chị Bùi Thị Kim Hằng cho tới anh nhạc sĩ Việt Khang, các bạn thấy không đó, những cái lời nhạc người ta nó đượm nồng nàn những cái tinh thần dân tộc. Việt Nam giờ còn hay mất mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta, có cái gì sai không? Các bạn đi từ Bắc chí Nam có phải là Tàu Cộng bây giờ nó dày đặc hết trơn hay không? Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội, có đúng không? Hoàn toàn chính xác. Chết ngậm ngùi vì tay súng của giặc Tàu, có đúng không? Ngay cả luôn là quân đội luôn, ngay cả hải quân Việt Nam đi ra mà cũng làm bia thịt cho Tàu nó bắn. Những cái lời nhạc có gì đâu mà sai. Chị Bùi Thị Minh Hằng phản đối Trung Quốc xâm lược, đúng không? Hoàn toàn đúng. Anh Trần Quỳnh Duy Thức cũng vậy, anh luật sư Nguyễn Văn Đài cũng vậy, cha Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng vậy. Tất cả những người ở Việt Nam mà đấu tranh mà họ ghét cho cái tội phản động bát nước, thì các bạn nhìn coi cái từ bi, cái trí tuệ của họ như thế nào, cái tấm lòng của họ đối với dân tộc Việt Nam như thế nào. Nó khác một trời một vực với những cái thành phần mà đầu bò, óc chó, lòng thú, lòng lan, dạ xối của những thằng ở trong bộ chính trị. Những cái thằng này nó không còn là những này là cái bằng nó là mẹ tình nghĩa lương tâm cái gì hết nhé. Ừ. Chị ơi chị, thằng chó cảnh sát khu vực phường 3 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chó Mèo, thằng này chuyên môn tụ tập với giang hồ lưu manh để trộm cướp hoặc là làm tiền người dân, hại người ta nè chị. Thủ đoạn của nó ghê gớm lắm. Số điện thoại của nó là 0909 20 9797 nha chị. À, em cho biết luôn, nó tên là họ Ngô, Ngô Minh, nó tên là thằng Minh và họ nó là họ Ngô nha chị. À, nó là thằng Ngô Minh. Số điện thoại nó là 0909209797. Đó. Trời ơi, các em cứ giết nó chết đi. Lên đây chửi nó không khéo gọi điện thoại người của chị, nói gọi thằng hôm trước đó, nó mẹ nó chửi ngược trở lại nữa kìa. Mẹ nó mất dạy như vậy đó, cho nên biết được thằng này rồi, biết mặt biết mày nó rồi thì giết chết mẹ nó đi chứ còn gì nữa. À, không giết. Ừ. Thấy không? Ừ. Còn gì nữa đây? Chị ơi chị, em hiến kế này, chị nói cho mọi người nghe coi sao chị. Giống như là mọi người dân trong nước bây giờ ai bực tức thì cứ ném bom xăng, kêu gọi các anh em giang hồ, anh em căm thù chế độ cộng sản khốn nạn bát nước cho Tàu Cộng này, hãy ném bom xăng vào trụ sở hoặc nhà của những tên công an nào mà khốn nạn hà hiếp đánh đập người dân. Cứ mỗi một rồi quay video, cứ mỗi một video là có tiền thưởng hả chị, không cần quay đâu em nha. Không có cần quay con mẹ gì hết trơn á, người dân cứ ý thức mà làm thôi, không cần phải quay lại. Một khi mình đã luyện bơm xăng hoặc mình đã làm rồi, mình là người trong bóng tối rồi, thì lúc nào mình cũng cẩn thận, không cần phải ghi, không cần phải quay, không cần cái gì cả nha. Bởi vì sao? Đánh thẳng thì dễ né mà đánh lén thì khó lường. Ngày xưa nó cũng từng đi vào miền Nam để nó luyện lựu đạn, nó phá những cái nhà hát, khách sạn, caravan, thì bây giờ chúng ta phá lại những cái bùng binh, những cái tượng đài của nó hoặc nhà của những thằng công an, thì các bạn không cần phải quay lại đâu nha. Cho nên em không cần phải quay gì hết, chị ủng hộ đốt phá nhưng mà chị không ủng hộ quay lại. Chỉ cần những cái vụ đó nổ lên thì chị đã hoan hô, giống như ở tại cái vấn đề là kêu bằng là hãng gỗ của thằng Tàu Cộng nó thiêu rụi rồi đó, chị sẽ hoan hô và ca ngợi người này, chị biết mà chị không nêu tên lên ở đây nha. Ừ. Những người này chắc chắn là những người con dân nước Việt. Lisa ơi, bây giờ ở Việt Nam còn có vụ máy điều khiển trí não từ xa nữa kìa. Lũ cộng sản nói rằng ai nghĩ gì và làm gì thì họ đều biết hết. Trời, nó xạo lồn quên, nó xạo lờ đó em ơi, mệt quá. Mẹ nó ra mẹ hơi sức đầu, em nghe nó trình độ của mẹ xúc giật vậy mà làm gì, mà vấn đề là cái bằng nó biết được trong não con người như thế nào. Bên Mỹ này nó còn chưa biết trong não người ta như thế nào nữa bà đặt. Nghe, xạo không à. Em yên tâm đi, nghe, không có chuyện này xảy ra đâu.
và đặt nó hù dọa mọi người. Chị nói rồi nha, cái chế độ chó đẻ cộng sản nó rung cây nhát khỉ các em thôi. Các em phải nên vấn đề là kêu bằng đó là hiểu và các em biết được, không sợ chế độ nữa. Nhớ chưa? Ừ. Chị ơi chị, em đang học ở trong trường, em cảm thấy rằng cô giáo kêu đi học thêm, thật ra hình thức là đi học thêm chứ thật ra là mua điểm thôi chị. Chỉ cần đi học thêm có tiền đưa cho cô giáo là cô giáo cho điểm lên thôi. Mặc dù rằng tới lúc thi cũng vậy, cô giáo sẽ cho điểm hết chị ơi. Cái trường xã hội chủ nghĩa là nó như vậy đó, nó đâu có khác đó. Cái trường là nó như vậy đó nha. Chị ơi chị nói luôn nha chị, trường Bùi Hữu Nghĩa ở tại Long Xuyên, tỉnh An Giang, thằng thầy tên là thằng Mẫn, nó chuyên môn bóp vú học trò, nó chuyên môn bóp vú những em gái, còn con trai thì nó lên nó tát vào mặt khi mà làm bài không được đó nha chị. Đó thầy thầy trò đó, ngày nay các em còn tôn thờ nó nữa đi, nó vô nó dạy như vậy đó. Chị ơi tới bữa nay bảy tay mà em chưa có lương nữa nè chị, không biết chuyện gì xảy ra chị ơi. Thì nó hết tiền chứ có mẹ gì đâu, nó không còn tiền nữa thôi. 45 phút rồi đó hả? Ok, cảm ơn em nhắc chị nha. Rồi, tóm lại chương trình hôm nay là nội bộ của đảng đang thanh trần lẫn nhau. Liệu Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc có kết hợp với nhau để mà chống lại thằng Tổng Lú hay không? Hay là thằng Tổng Lú sẽ làm thịt thằng Trần Đại Quang và thằng Nguyễn Xuân Phúc này? Thì chúng ta hãy đợi đấy. Phim dài nhiều tập, Lisa sẽ cập nhật, bởi vì Tổng Cục 1 nó đã ra đời để mà thanh trần những thành phần nào mà là đảng viên mà không đi theo tàu bác nước Việt Nam là tụi bay sẽ ghép vào tội tự diễn biến chống lại đảng, để cho tụi bay bỏ tật ngu tụi bay. Cho nên gửi tới những thành phần cách mạng lão thành tuổi đảng ha, còn có tấm lòng sắt son dân tộc Việt Nam, hãy nên mạnh dạn liên kết với nhau mà đập cái lũ Hoa Nam, giết chết mẹ hết những thành phần nào mất dạy này, nghe chưa, nghe không? Còn mà ngục quá mà ngồi đó mà vẫn còn nghe lời những cái luận điệu của nó mà bảo vệ đảng đi, đảng là vinh quang, đảng là đường lối, đảng là con đường khai sáng, thì chết mẹ đừng có mất kêu la, đừng có mà ngồi gọi Lisa nha. Nha. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí của Lisa. Chị Lisa ơi, làm ơn trả lời cho em một câu này đi chị. Rồi câu nữa thôi nha. Chị ơi chị, chị Lisa ơi, chị nói chuyện hay lắm, nhưng tụi em đéo nghe chị, bởi tụi em là những người dư luận viên. Chị không thấy cái gương của con Lisa đệ nhị sao? Nó lên khóc hu hu, tại sao chị không khóc? Ủa vậy hả? Thành ra em là dư luận viên hả? Em kêu cả một cái lũ dư luận viên với già đảng đỉ đó mà ngồi trù ẻo coi chị có khóc không? Thấy không? Em mua cá lóc á, kêu nó nói chuyện với con cóc đi, rồi chị ngồi chị khóc cho tụi em nghe nha. Đó chị khóc cho em nghe nha. Trời ơi, đảng đỉ, mày chuẩn bị mày tiêu tan rồi đảng đỉ ơi. Hồ Chí Minh ơi, Hồ Chí Minh gái mẹ mày. Mày làm gì mà mày giả danh mày vào hại nước Việt Nam tao vậy, chó đẻ Hồ Chí Minh ơi. Đó chị khóc rồi đó. Hết chuyện mày kêu tao khóc. Mẹ tụi bay, tao là thuộc về thiên lôi, gặp mặt tao còn nể tao nữa. Tao đẻ ra là tao đã nở nụ cười rồi. Nghĩ sao tao ở nước cờ qua và tao lên tao khóc với tụi bay hả? Đồ thứ chó chết. Thôi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Cảm ơn tất cả quý vị.